chiến qua những khu vực à. Bạn đi đường đèo. Đường đèo nha. Đây này là trên mọi nẻo đường nha. Anh em hướng tất cả về miền Bắc. Chào tất cả mọi người nha. Đoàn mình là ra rất đông trong tất cả những cái tỉnh thành phía Bắc là tập trung hôm qua rất nhiều. Hôm qua là mưa cũng vừa nhưng mà tất nhiên tất cả mọi người phải che dù rồi mặc áo mưa, ngồi giữa mưa để chương trình cho nó trọn vẹn. Cả nhà mình chia sẻ nha. Chia sẻ lên để có nhiều người không biết vào xem và có những lời chúc tốt đẹp cho những người ở những vùng thiên tai nha. Hello, hello nha. Ok, chào tất cả anh em, những lời chúc tốt đẹp. Ok, chào anh hai. Ok, Quang Hương Bích nha, Lèo Toyota nha, Khoa nha, Sơn 68 chào, Nguyên 69 Phi. Ok, chào tất cả mọi người, đoàn Phú Tử nha, Thọ Lâm, chào tất cả mọi người, Minh Khang nha. Ok, Tuấn Tú, Hoàng Viên Văn, chào tất cả mọi người, chào anh Linh Nam. Ok, Dễ Thương, Trường Vũ, ok, Bùi Hạnh, chào tất cả, Ngọc Trang, Ngô Đức, Quý Nguyễn, Đình Đông, chào tất cả mọi người. Mọi người đã vào, Quang Lương lên Thương 99, đợi nhiều quá, anh em có gì thông cảm. Thông cảm nha. Đèn nào anh trên đấy. Đường quanh co, mưa, đang đổ mưa nha. Trời bây giờ ở Lào Cai là vẫn đang lất phất những cơn mưa. Bắt đầu chuyển giao hơi lạnh, chuẩn bị đến những khu vực miền Bắc. Thời tiết bây giờ rất mát và rất đẹp. Mưa nhưng mà thời tiết rất mát mẻ. Okay, chào 500, 600 anh em nha. Mọi người chia sẻ để cho mọi người biết là lễ hội Em Hải tổ chức là thành công rồi nha. Ok, là okay, rồi ok, đang về nhưng mà về Sapa, lên Sapa là em. Chúc tất cả anh em nha, luôn luôn sức khỏe nha. Ok, cảm ơn những lời chào hỏi rất tình cảm nha. Rồi, rất tình cảm cho mình. Ok, cảm ơn mọi người. Đúng rồi, mình lên đây vui vẻ. Quang Dũng, ok. Hay lời khai nha. Mình lên đây để chào hỏi nhau. Bảy trăm tám trăm anh em nha, cả nhà mạnh tay lên tiếng nha. Đây em Hải mình đang ở Kỳ Anh nha. Hải chuyên môn bên cung cấp hàng hóa ra biển hay là san lấp nha, các gói thầu. Nếu ai có làm san lấp trong khu vực Hà Tĩnh thì liên hệ với mình nhà nha.
mọi nơi mọi lúc nha. Hello. Ok, nhanh quá anh cũng không nhớ ai, có gì thông cảm cho mình. Hello. Đường giờ đang lên đèo dốc thì cũng có lúc sóng chập chờn. Bùi Xuân Huấn, ok, mỗi điện thoại. Rồi. Hello. Lộc. Trùng thế giới, đâu có trùng thế giới đó em. Nói vậy chi. Thế giới này là không ai trùng được em ơi. Nước nào cũng phải có pháp luật, chế độ nào cũng phải có là những người mà quản lý và thống trị đất nước, cho nên là không ai mà trùm thế giới được anh nha. Ok, cảm ơn anh em nhiều. Anh Dũng không đi nha. Ok. Chào mừng em nha.